Đây, chúng ta sẽ copy vào cái phần này. Đây, chúng ta nhấn Select Folder này. Thì nó sẽ copy cho các bác những cái dữ liệu của bài hát chúng ta vừa mới chọn vào đây, sang ổ của khách. Và cũng quá trình tiếp theo như thế, thì các bác sau khi copy 8 bài này xong, thì các bác sẽ copy tiếp. Vâng, xin chào tất cả các bác. Trong nội dung clip ngày hôm nay, Audio Service sẽ là hướng dẫn cho các bác cái cách mà cập nhật bài hát mới nhất đầu karaoke Việt Ca bằng ổ cứng qua hệ điều hành Windows. Vâng, trước tiên thì chúng ta cần chuẩn bị các thiết bị như sau. Cái thứ nhất là các bác chuẩn bị dock gốt. Hiện tại đây em đang dùng cái dock Audico 6629 USB 3.0. Đây là cái dock gồm có hai ổ cứng. Cái thứ hai, các bác cần chuẩn bị ổ cứng gốc, ổ cứng để chứa dữ liệu đó. Vâng, thì cái dữ liệu thì các bác có thể lấy của hãng hoặc là cái nhà phân phối cho các bác. Cái thứ ba là cái ổ khách các bác cần gốt. Cái thứ tư là máy tính có cổng USB 3.0 để cho cái tốc độ gốt nó nhanh hơn. Vâng, thì tiếp theo là các ứng dụng, thì ứng dụng cần cài đặt. Cái ứng dụng đầu tiên thì các bác cài đặt cái ứng dụng Hardit Sentin này. Đây là ứng dụng là kiểm tra sức khỏe ổ cứng nhé. Ứng dụng thứ hai là các bác cài đặt cái IC2 FSD. Đây là cái ứng dụng là cung cấp khả năng đọc và ghi trên phân vùng EXT2, T3, T4. Vì định dạng ổ cứng của Vietka là EXT4 nhé, thì hệ thống Windows nó sẽ không đọc được. Và cái ứng dụng thứ ba là cái ứng dụng TeraCopy. Đây là cái ứng dụng giúp tăng tốc khả năng copy dữ liệu nhanh hơn. Và các link tải ứng dụng thì em để dưới phần mô tả của video. Và tiếp đến đây chúng ta bắt đầu vào quá trình gốt ổ. Vâng, đầu tiên thì các bác bật cái ứng dụng các bác vừa cài đặt là EXT2 để nó tìm cái ổ của chúng ta đấy. Đây, hiện tại là chúng ta có đang tìm với hai ổ cứng 4T. Vì hiện tại ở dock người em đang dùng hai ổ cứng, một ổ khách và một ổ gốc. Đây, khi sau khi tìm được rồi thì chúng ta truy cập vào ứng dụng Edit Sentence này để nó kiểm tra tình trạng sức khỏe ổ cứng. Và ở đây thì các bác thấy hai ổ 4T chúng ta tình trạng sức khỏe 100%. Và cái tình trạng kiểm tra sức khỏe ổ cứng này để cho các bác phát hiện ra cái ổ cứng nó còn cái sức khỏe nguyên vẹn không. Nếu nó dưới 100 thì các bác có thể là thông báo với chủ thì hiện tại cái tình trạng ổ cứng nó như thế. Thì tránh cái tình trạng các bác nó yếu, các bác gút vào nó xảy ra sự cố như là bị bết ổ hoặc bị chết ổ luôn đấy. Vâng, sau khi các bác kiểm tra tình trạng sức khỏe ổ cứng xong, thấy ok thì các bác tiếp tục vào cái phần đây, nó đã nhận ổ rồi. Các bác vào cái đây, các bác tìm đây có hai ổ 4T của Vietka đây. Thì đầu tiên chúng ta vào cái ổ Vietka G này. Đây, chúng ta vào phần camera box thì chúng ta kiểm tra đây ổ nào là ổ gốc. Thì đầu tiên kiểm tra như nào thì các bác phân biệt ở cái bài đầu tiên, đây là 101000. Chúng ta kéo xuống cuối là 787055. Ok, các bác nhớ nha. Tiếp theo chúng ta truy cập ổ phía trên ổ F. Chúng ta cũng truy cập vào phần camera box. Đây các bác thấy là 101400. Phần cuối là 787055 là nó giống nhau phần cuối rồi nha. Phần cuối là những cái bài hát nó cầm là đầy đủ rồi, nó thiếu cái phần đầu. Đây 101400. Đây là ổ khách các bác nha. Thì để phân biệt là bên kia là 101000 thì giữa ổ khách với ổ gốc của chúng ta đây là nó thiếu 400 bài. Vâng, chúng ta bắt đầu vào cái quá trình mà chúng ta sẽ copy sang. Chúng ta vào phần ổ gốc đây nhé. Chúng ta vào phần camera box, chúng ta vào phần dây ok. Đây, các bạn thấy đấy. Đây là các bài hát đang thiếu từ 101000, chúng ta phải copy đến là 101399 nhé. Thì bên kia là 101400 thì ta copy đến 101399.
Và tiếp theo cho các bác là bật cái ứng dụng TerraCopy các bác vừa mới cài đặt về đấy ạ. Hiện tại em bật lên cho các bác. Và chúng ta bắt đầu là giữ copy. Chúng ta giữ cái chuột trái và chúng ta kéo kéo các bài hát chúng ta cần copy, và chúng ta sẽ kéo cái link cái ảnh cái bài đầu tiên vào phần TerraCopy này. Nó sẽ hiện lên cho các bác là từ 1100 này, 101088 này. Chúng ta bắt đầu copy và bấm vào cái chữ mover này. Chúng ta bấm vào Pro để nó chọn cái ổ chúng ta phải còn cần một copy sang. Thì hiện tại ở đây thì chúng ta sẽ vào cái ổ của khách đây, ổ F. Đây lúc các bác đã phân biệt ra rồi. Chúng ta vào phần camera box. Chúng ta vào phần ok. Đây, chúng ta sẽ copy vào cái phần này. Đây chúng ta nhấn select folder này. Thì nó sẽ copy cho các bác những cái dữ liệu của bài hát chúng ta vừa mới chọn vào đây sang ổ của khách. Và cũng quá trình tiếp theo như thế, thì các bác sau khi copy 8 bài này xong thì các bác sẽ copy tiếp, các bác sẽ chuột trái bắt giữ và các bác kéo xuống cái phần dưới đây đến khi nào đến 101399 nhé. Đây, và chúng ta nếu nó kéo đến 101397 vì cái này nó kéo theo hàng các bác nhé. Thì còn hai bài bài sau thì các bác sẽ là kéo sau. Đây các bác kéo xong, các bác bôi xanh hết rồi thì bác sẽ kéo cái bài đầu tiên này này. Đây. Bác kéo bài đầu tiên bác bỏ vào đây. Đó, bỏ vào đây. Thì nó sẽ là vào phần data copy và các bác sẽ thao tác giống cái đầu tiên. Hiện tại em đang có cho các bác là 8 bài mẫu. Để bác xem. Và hiện tại trong cái quá trình copy này chúng ta cũng có thể kiểm tra được ở trong cái ổ khách các dữ liệu nó đang đào sang như thế nào. Thì chúng ta cũng truy cập ổ khách, đây là ổ F. Ta vào phần camera box, ra vào phần ok. Đây thì các bác cũng đã thấy hiện tại nó đang copy cái bài 101000 và 101001. Đây cái 38 cái bài này nó sẽ copy xong cho các bác. Thì cái này là tùy vào cái máy tính của các bác. Thì trong cái máy tính các bác cái chứa cái cổng USB 3.0 thì nó sẽ copy cái tốc độ nó nhanh hơn. Đây là các thao tác. Thì trong quá trình copy thì các bác cũng chờ đợi để cho cái phần copy nó cũng có một thời gian nhất định thôi. Chờ đợi thì nó copy xong thì các bác có thể thao tác tiếp. Đây, nó copy 10100 đến 101006. Đấy thì cái quá trình copy nó chỉ mất vài phút tùy theo cái lượng bài hát thiếu của các bác nhiều hay ít. Đây là trong cái quá trình copy thì các bác cứ để cho nó copy hoặc là các bác theo dõi nó cũng được, hoặc là các bác có thể làm những công việc khác cũng tùy theo lại đi tháo. Các bác có thể tháo ổ cứng khác tiếp, các bác lại bắt đầu thao tác, chúng ta lại bắt đầu copy. Sau khi copy xong thì chúng ta lại thao tác copy nữa. Thì cái quá trình copy thì ở đây thì copy em nó copy ổ 11 là một ổ gốc, một ổ khách, thì cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn, nó load nhanh hơn, thì chúng ta sẽ là nhanh copy cho khách hàng. Vâng, đây các bác có thể theo quá trình nó đang tải đây, 98,7%. Vâng, sau khi quá trình copy các bài hát mới hoàn tất rồi thì các bác thao tác, các bác tháo ổ, các bác lắp vào cái ổ của khách, lắp vào đầu của khách. À, các bác bật lên, các bác thao tác vào cái phần trên màn chọn bài đấy, vào phần songbook, và các bác thao tác tiếp đến cái phần là cập nhật cơ sở dữ liệu. Và sau khi các bác cập nhật cơ sở dữ liệu xong thì cái các bài hát mới này thì chúng ta sẽ là sử dụng bình thường. Vâng, thì vừa rồi em cũng chia sẻ cho các bác cái cách mà
cập nhật bài hát bằng ổ cứng của đầu karaoke Việt Ca. Vâng, thì có mọi thắc mắc thì các bác cũng có thể là chia sẻ cho bên em, hoặc là cần bên em hỗ trợ thì các bác comment xuống dưới. Với bên em thì là Audio Service, chuyên về các thiết bị phân phối thiết bị âm thanh và đầu màn karaoke của thương hiệu Việt Ca và các thương hiệu khác. Vâng, thì cũng cảm ơn các bác đã xem video. Chúc các bác có một ngày mới thật là vui vẻ và công việc luôn là thuận lợi. Vâng, xin chào các bác.